Hello, chào tất cả mọi người đã quay lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đó là gấp một chiếc hộp đính một củ cà rốt nhé. Để gấp một chiếc hộp đính cà rốt này thì tông màu sử dụng hôm nay chúng ta chiếc hộp đó là tông màu xanh. Còn cà rốt mình sử dụng màu vàng màu cam nhé. Là hai củ đặc trưng nó là củ cà rốt. Còn dụng cụ làm việc của mình đó là một chiếc kéo, một hộp hồ, một chút thước và một chiếc bút nhé. Từ mình bước tay vào làm luôn này. Để làm bằng đó thì mình kể cái này là 9 cm. Thôi mình cắt bằng phần dư của nó đây các bạn nhé. Mình đo nó này, 9 cm này, 1 cm. Rồi mình gập đôi nó lại các bạn nhé. Ra tiếp này, nó gặp nó vào như này, một đường nữa này, sau đó dùng thước với dùng chiếc bút kẻ nó các bạn nhé. Dùng cái kéo này cắt vào những phần dư của nó. Đóng lại như này này. Cái này mình để là 9 cm. Rồi mình kết đoạn dư của nó đi nhá. Okay, no, no.